súp cua nấm bào ngư tóc tiên và hột vịt bắc thảo các bạn, rất là ngon luôn, rất là thơm. Hello Andy, xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Andy Phạm Cuộc Sống Trên Đất Mỹ. Thì hôm nay Andy sẽ làm cái món súp cua nấm tóc tiên và hột vịt bắc thảo. Thì cái món này mình ăn chơi rất là ngon các bạn, dùng để ăn khai vị hoặc là mình dùng để ăn sáng cũng rất là ngon. Và bây giờ xin mời tất cả các bạn cùng vào bếp với Andy nhé. Nguyên liệu chính mình có hai con cua nè, hai con cua này mình vừa luộc xong. Chút mình bóc thịt nó ra. Mình có hai dĩa trứng cút nè. Mình có trứng vịt. Chút mình sẽ đánh tơi mình làm sợi sợi. Mình có hộp vịt bắc thảo nè. Rồi đây mình có nấm, mình có một cái nấm đùi gà. Ăn nó giòn giòn sực sực. Thay vì mình làm măng tây các bạn, mình không thích măng tây, mình dùng nấm. Đây mình có tóc tiên. Tóc tiên mình chùm này, hồi mình ngâm nó nở ra nhiều lắm các bạn. Rồi mình có nấm nấm bào ngư nè, nấm này hôm trước mình đi hội chợ mình mua nè, rồi mình xé sợi ra rất là ngon luôn các bạn. Cái mùi vị hải sản này, mùi cua. Và đây là cái bốn cái bộ xương gà nữa bạn, mình mua một hai vỉ, một vỉ một đồng mấy, hai vỉ được 3 đồng, một vỉ được 2 cái. Bây giờ mình đã rửa sạch rồi, mình rửa sạch với giấm muối. Nước sôi cho này mình có giấm gừng nè, mình trụng sơ nó cho nó khử cái mùi hôi, rồi chút mình sẽ hầm mình lấy nước. Còn có mấy miếng nạc này, chút mình sẽ xé ra mình lấy nạc thêm. Xương gà rất là rẻ các bạn, cho nên mình mua mình nấu súp rất là ngon. Mình trụng cho nó khử cái mùi, nó không còn hôi cái mùi gà nữa. Sau đó mình sẽ hầm mình lấy nước súp. Gà sau khi mình trụng sơ cho nó sạch, nó khử mùi xong á, bây giờ mình sẽ bắt nước sôi. Mình luộc. Ấy quá, mình hầm nó, mình lấy nước súp. Mình ninh cái này cho nó ra nước, hết nước ngọt luôn. Giờ mình lấy mình làm súp. Trứng cút mình luộc là bạn, 2 dĩ được 36 trứng, 1 dĩ 3 đồng mấy. Tóc tiên mình trần sơ qua nước cho nó sạch cát bụi, xong cái mình ngâm các bạn, ngâm cho nó nở một tí. Mình sau khi nấu súp xong mình cho nó vào. Và bây giờ mình bắt đầu mình đi gỡ thịt cua nè, như là mình thái nấm ra. Nấm mình rửa sạch các bạn, mình rửa sạch mình dắt. Mình vắt khô nước, sau đó mình sẽ xé sợi nó ra. Cái nấm này mình xé ra nó y như thịt cua nữa. Cái nấm đùi gà này mình cũng thái sợi nó ra, giống như măng tây vậy đó. Thay vì mình dùng măng tây, mình dùng nấm này nó ngon hơn. Như nấm mình sẽ cắt nó ra. Sau đó mình sẽ thái từng lát mỏng như thế này. Thái càng mỏng càng ngon các bạn. Mình dễ xắt nữa. Tiếp theo sẽ mình sẽ xắt sợi. Mình xắt từng sợi, sợi nhỏ nhuyễn nhuyễn như thế này nè. Sau đó khi mình cho vào súp mình ăn nó không có bị lợn cợn. Nấm này rất là giòn và ngọt, thơm ngon đó các bạn. Rất đơn giản các bạn. Rồi đây là nấm nấm bào ngư nè. Giờ mình xé sợi nó ra. Nó nhuyễn nhuyễn y như thịt gà các bạn. Nhìn cái đầu nó nè. Nó bong bong, nó nhỏ nhỏ nè, y như trà bông, rất là thơm luôn, nhìn rất là hấp dẫn luôn, nhìn rất là ngon, rất là ngọt luôn. Mà mình xào với thịt bò ăn là rất là ngon.
nên mình còn phân nửa. Hôm nay mình nấu súp ăn. Súp nấm hải sản, tóc tiên, hột vịt bắp thảo, chỗ cái tên nghe dài quá. Nói chung là súp hải sản. Súp mà mình cho hột vịt bắp thảo vô là ăn rất là ngon các bạn. Trắng tươi rất là đẹp. Đây là nấm ma đùi gà nè. Đây là nấm bào ngư. Y như chả bông. Giống như thịt cua luôn á. Rất là ngon. Thịt không các bạn. Mấy cái càng này mình rất dễ. Dễ lấy, mình cắt hai cái đầu này xong nè. Xong cái mình chọt này nó lên nè ha. Rút nó ra. Thịt không? Quá trời thịt luôn. Hai con cua mình rỉa được nhiêu thịt nè, cũng nhiều thịt chứ bộ. Xương gà nhiều mình nấu nước thơm là ngọt, rất là thơm các bạn. Thơm mùi gà dễ sợ luôn nè. Mình thường xuyên hớt bọt để giúp cho nước nó trong. Là mình chờ mình đun lửa nhỏ nhỏ riu riu thôi chứ đun lửa to quá nó có bọt các bạn, nước trong veo luôn. Trứng cút mình vừa luộc xong, các bạn muốn bóc vỏ nhanh á dễ á, thì các bạn cứ như này, cứ cho vô cái nắp như này nè, đập bằng lắc cái bể nhừ đó chưa nè, nó nhừ cái vỏ cho cái mình bóc rất là nhanh. Giống như chơi là bầu cơm tắc cỡ. Nè bạn. Thấy không? Đúng chưa? Nó bong hết trơn nè. Bây giờ mình chỉ cần bóc vỏ sơ là xong. Rất là dễ lột. Trứng cút đã xong. Đây là hột vịt bắc thảo. Cái này mình lột cẩn thận vì cái vỏ nó rất là cứng nè. Có chừng bị đâm tay á. Bữa mình mua một hộp 6 trứng, mình ăn hết 3 trứng và còn 3 trứng mình nấu súp. Mình sẽ cắt nó ra. Cắt ra một chút mình cho vào súp. Rất là đẹp ha. Cái lòng mà trắng nó thành cái màu trong veo giống như cherry. Giống như rau câu. Nhắc rau câu thèm rau câu. Thì bữa nào mình làm rau câu bơ cà phê, bơ mà làm rau câu rất là ngon các bạn.
Hồng vịt Bát Tràng này ăn cái lòng đỏ rất là béo luôn. Bột bắp này mình pha với nước một tí, mình cho vào súp cho nó tạo cái độ sánh. Thì mình có hai cái trứng vịt, mình có trứng vịt mình dùng trứng vịt, còn nếu mình có trứng gà thì mình dùng trứng gà các bạn. Trứng mình đánh tan lên một tí mình cho vào nồi súp. Thành phần không thể thiếu cho mọi nước ngoài súp đó là hành ngò các bạn, với lại một xí mình có dầu mè nữa, hành ngò mình thái nhuyễn nó ra. Và tất cả nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong. Nó đây là nấm nè, nấm bào ngư với nấm đùi gà mình đã xé sợi lên nè, trứng cút, rong tóc tiên, đây là thịt cua với lợi gà xé, đây hành ngò, hộp lịch bắc thảo, trứng, bột bắp, gà mình vừa hầm xong. Rồi bây giờ mình sẽ phi thơm tỏi. Mình sẽ xào thịt gà với cua, nấm rồi cho nó thơm lên các bạn. Tiếp theo mình cho nấm vào. Rất là thơm luôn các bạn. Mình phi cho nó thơm rồi mình bỏ vào nữa, xếp cho nó thơm ngon, tạo hương vị. Chiên đường phèn các bạn để tạo cái độ ngọt thanh. Nước súp gà rất là thơm luôn. Ta sẽ cho nấm với thịt cua với thịt gà mình vừa xào xong vào đây. Nhìn rất hấp dẫn ha. Nước hầm gà cho nên mình dùng đây là bột nêm gà luôn. Hiệu Meiji nữa các bạn, rất là ngon. Nêm với rất ngọt và thơm đó bạn, nấm rất là thơm luôn, mùi thơm thoang thoảng. Tiếp theo bây giờ ta sẽ cho trứng vào. Cho bột bắp từ từ vào để tạo cái độ sánh cho nước súp các bạn. Bây giờ chúng ta cho trứng cút vào. Rồi tóc tiên.
Tóc tiên ăn rất là tốt, mát nữa các bạn. Hợp dịch đắp thảo. Rất ngon ha. Đây xong rồi đây bạn. Xong nồi súp rồi nè. Đó. Bây giờ mình múc ra thưởng thức thôi. Trứng cốt hoa dịch bắc thảo. Cho tí hành ngò lên. Cho tí tiêu. Tiếp theo là dầu mè. Đó, món ăn súp không thể thiếu dầu mè các bạn. Với lại cái giấm đỏ. Nhưng mà mình không thích ăn giấm đỏ nên mình không có mua giấm đỏ. Các bạn nào thích ăn giấm đỏ thì cho giấm đỏ vào. Đó, nhưng đặc biệt phải có dầu mè. Rất là thơm luôn. Bây giờ mời các bạn thưởng thức súp nha. Rất là thơm nha. Thơm mùi dầu mè. Với lại mùi nấm. Có vị đắc thảo nè. Rất là béo. Cái này mình nấu mình ăn đãi tiệc các bạn. Mình ăn món cay vị á. Hoặc là ở nhà mình có em bé, có trẻ em á, mình nấu cho trẻ em ăn rất là ngon. Hoặc là mình nấu để dành ăn sáng được. Mình nấu một nồi này mình ăn cũng được 2-3 ngày, mình để dành ăn sáng. Đó, thì nếu các bạn đã thích thì các bạn vui lòng mà chia sẻ cũng như là comment ở phía dưới để đóng góp ý kiến cùng với Andy nhé. Và Andy xin cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn.